Chiều nay hôm nay tôi thì cùng cho con ra cho cái bác cơ bó cũng đi đồng năm bất kết vào đây một năm một trăm hôm nay đi và về đến đây chơi anytime và họ luôn cái phòng gym để cho tập gym luôn vừa chơi bắn mà vừa tập gym mình giao ông năm một trăm đô mấy năm trước là cũng 10 đô nhưng mà sao mà năm nay họ tăng lên 10 lần luôn trăm đô cho một năm tiếp Good job, Ethan. There you go. Good job. You did good, Ethan. There you go. You did good, Ethan. You did good. I'm prepared, though. Vâng, cái bên cao quá, cái tô vẫn phải lo về ha cái bên lịch trình. Rồi bắt đầu hò hà cái bên này chuyện này. Rồi, bên ra request họ hà và đứng đi xuống cái thấp hơn để cho Ethan cái tô có thể ném bánh mà tới dễ dàng hơn. Nhưng thôi là thì tối nay là để cho người lớn tới thôi. Mà cao quá. Nhưng cho người lớn người cho cái xuống một căn phòng này là có 6 thì đến này để có thể là chơi như nào có thể ăn được đến đó. Họ xuống bao nhiêu rồi con? Ok, 1 feet rồi, xuống 1 feet rồi. Họ xuống 1 feet rồi, ông đó ông xuống 1 feet rồi. Chưa 8.5, chưa 10 feet. Ok rồi, họ xuống 1 feet rồi. Ok, better for you now. Easy. Good job, Victor. Keep doing. There you go. Good job. Yeah, hôm nay là lần thứ hai anh Bin dẫn
đây thì em ra ngoài này em muốn liền cho em được chơi basketball. There you go, Ethan. Good job, huh? You did it. There you go, good job, Ethan. There you go. You did good, Ethan. Good job. You do your hand like that. Good job, Ethan. You're good.